Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm danh lại tất tần tật những thứ liên quan đến iPhone 12. Và chắc chắn cũng sẽ còn rất nhiều thứ đã bị bạn bỏ lỡ trong sự kiện của ngày hôm qua. Ok, và theo như một số tin đồn thì Apple có thể sẽ tổ chức thêm một sự kiện nữa vào tháng 11. Đây có thể là thời điểm ra mắt chiếc MacBook ARM được giới thiệu cùng với một số sản phẩm đã bị bỏ lỡ trong sự kiện của ngày hôm qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin đáng chú ý. Đầu tiên đó chính là Apple HomePod Mini. Apple HomePod Mini là phiên bản nhỏ hơn của HomePod tiêu chuẩn. Thiết kế của HomePod Mini bắt mắt với phần vỏ được hoàn thiện bằng vải. Thiết bị sẽ có một loa chính, hai loa phụ và một loa được Apple gọi là Acoustic Waveguide ở dưới cùng. HomePod Mini được trang bị bộ vi xử lý Apple S5 chịu trách nhiệm cho việc xử lý âm thanh lẫn Siri. Nếu bạn đặt nhiều chiếc loa này ở gần nhau, chúng có thể kết nối với nhau tạo thành một hệ thống loa stereo. Ngoài ra, Apple cũng sẽ trang bị chip U1 cho chiếc loa nhỏ gọn của mình. Apple cũng đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho các ứng dụng phát nhạc bên thứ ba như Pandora, Amazon Music, iHeartRadio. Nhưng điều đáng chú ý là nó không có cho chúng ta là Spotify. Sản phẩm sẽ có mức giá khá dễ chịu, chỉ $99 khi được bán ra. Thông tin thứ hai đó chính là về bộ đôi iPhone 12 và iPhone 12 mini. Đúng như tin đồn, Apple đã mang đến hai mẫu smartphone tầm trung bao gồm iPhone 12 6.1 inch và iPhone 12 mini 5.4 inch. Cả hai đều sẽ được trang bị bộ vi xử lý Apple A14 Bionic, kết nối 5G, màn hình OLED giống như trên hai phiên bản cao cấp. Ngoài việc thay đổi về thiết kế vuông vức hơn, thì Apple cũng đã trang bị cho loạt iPhone mới một màn hình phủ gốm siêu cứng, bền gấp 4 lần so với thế hệ trước. Về tấm nền OLED, đây là lần đầu tiên Apple trang bị tấm nền này cho những mẫu iPhone tầm trung. Apple cho biết màn hình đạt độ sáng lên tới 1200 nits, hỗ trợ công nghệ HDR và độ tiên phản đạt tới 2 triệu chi một cho chất lượng hiển thị tuyệt vời. iPhone 12 mới cũng sẽ mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn tới 16% so với lại iPhone 11. Còn đối với lại iPhone 12 mini, thậm chí nó còn nhỏ hơn cả những mẫu iPhone có màn hình 4.7 inch, ví dụ như iPhone 8 hay iPhone SE 2020. Cả hai đều sẽ được trang bị camera kép có độ phân giải 12 megapixel, bao gồm một camera chính và một camera góc trọng. Với camera chính, khẩu độ được tăng từ f1.8 lên f1.6, giúp cho khả năng thu sáng tốt hơn. Kết hợp với các thuật toán nâng cao, Apple hứa hẹn sẽ đưa khả năng chụp ảnh của iPhone 12 lên một tầm cao mới. Cả hai đều sẽ có 5 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng, đỏ, xanh lam và xanh lục. Trong đó, phiên bản màu xanh lục mới hứa hẹn sẽ là màu hot trong thời gian sắp tới. Thông tin thứ ba đó chính là về bộ đôi iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Bên cạnh những nâng cấp giống bộ đôi iPhone 12 như thiết kế vuông vức, mặt kính cứng hơn, 5G, A14 Bionic, thì bộ đôi iPhone cao cấp cũng được trang bị một cảm biến LiDAR giống như trên iPad Pro 2020. Ngoài việc dùng cho các tác vụ AR, LiDAR còn giúp lấy nét nhanh tới 6 lần, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Camera chính của đôi iPhone 12 còn được nâng cấp lớn về kích thước, diện tích cảm biến đã tăng lên 47%, cùng với khẩu độ f1.6 và thuật toán nâng cao, mang đến chất lượng chụp thiếu sáng tốt hơn tới 87%. Apple cũng đã giới thiệu khả năng chụp ảnh định dạng Pro RAW cho độ chi tiết cao hơn cùng với khả năng quay video HDR với giải màu 10 bit. Ngoài sự khác nhau về kích thước, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max còn khác nhau một chút về camera tele. Trên phiên bản Pro 6.1 inch có camera tele là 52mm cho khả năng zoom quang 4x, thì Pro Max 6.7 inch sẽ được trang bị camera tele 65mm, hỗ trợ zoom quang lên tới 5x. Cả hai đều sẽ có 4 màu, vàng, bạc, than chì và xanh biển. Thông tin thứ tư đó chính là sẽ không còn sạc và tai nghe đi kèm. Apple cho rằng lượng sạc lẫn tai nghe trên cả thế giới đã quá nhiều. Việc tiếp tục cung cấp kèm theo iPhone sẽ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Mặc dù không nói đến trong sự kiện, nhưng khi kiểm tra trên trang chủ của Apple thì dường như tất cả các model iPhone còn được bán từ iPhone XR, 11, SE 2020 đều sẽ không còn sạc và tai nghe nữa. Chỉ duy nhất có một sợi cáp đi kèm. Về thông tin dự kiến, những chiếc máy iPhone 12 sẽ về Việt Nam. Đối với lại bộ đôi iPhone 12 và iPhone 12 Pro, dự kiến sẽ là từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 5 tháng 12, hoặc có thể kết thúc sớm hơn. Còn đối với lại iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max, dự kiến sẽ là ngày 14 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2021, hoặc có thể kết thúc sớm hơn. Về mức giá dự kiến, thì đối với lại iPhone 12 mini, với phiên bản có bộ nhớ trong thấp nhất 64GB, thì nó sẽ có mức giá dao động tầm khoảng 20.490.000 đồng cho phiên bản chính hãng VNA. Đối với lại iPhone 12 có phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất 64GB thì sẽ có mức giá dao động tầm khoảng 23.490.000 đồng cho phiên bản chính hãng VNA. Đối với phiên bản iPhone 12 Pro cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất 128GB sẽ có mức giá dao động từ 29.490.000 đồng cho phiên bản chính hãng VNA. Và cuối cùng, đối với lại phiên bản iPhone 12 Pro Max có bộ nhớ trong thấp nhất 128GB sẽ có mức giá dao động tầm khoảng 32.490.000 đồng cho phiên bản chính hãng VNA. Đây cũng là thông tin cuối cùng có trong video của ngày hôm nay.
Còn các bạn nghĩ sao về bộ 4 iPhone vừa mới được ra mắt? Thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.